nó được cái gừng ha. Rồi gồm 9 cây nha nè. Cái này là mã số là mã D. Cây đầu tiên là D1. Cây quá đẹp anh em ơi, cốt cành. Cốt cành nó đều hết rồi ha. Rồi, đâu hoành em ơi. Hoành là 32. 32 hoành bệ đế dữ dằn nè. Chiều cao là 1m22. Rồi 2.500.000 nha. Mã số D1. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Mã số là D2. Ôi cây này nó đẹp anh em ơi. Đế thú nữa ha. Là hai bên ha. Đó. À. Cái này là nguyên một bể dính liền nè. Bể nó liền ha. Bể này liền lạc luôn nè anh em ơi. Đó. Cái gân da nó xù xì nè. Da nó xù xì lắm nha anh em. Rồi, đâu hoành luôn đi. Hoành ngay đây là 40 nè. 40 hoành. Chiều cao. Cao là 1m4 luôn. Chiều cao 1m4. Cái tàn ngang của nó là 69. Tàn ngang 69. Cái đường kính bầu nó là 45. Đường kính bầu 45. Rồi, 3.2 anh em ơi, cây rất là đẹp ha. Bao ship luôn anh em ơi. Cây này về vô cái chậu ra trái là hết chỗ chê anh em ơi. Rồi, đổi phôi luôn. Rồi tiếp theo, cây mã số D3. D3. Cây này phong cao á mọi người. Cây khá là đẹp. Rồi đổ hoành luôn em ơi. Hoành nó 26. 26 hoành. Cao 1m10. Đường kính bầu 34. Đường kính bầu 34. Rồi cây dây 3 này em giao luôn với mọi người 900.000. Bao ship toàn quốc. Rồi dây 3 900.000 ha. Bao ship luôn ha. Rồi xuống luôn anh ơi. Rồi tiếp theo cây mã số dây 4. Rồi, đó, chim ngay miếng, chim miếng đó miếng. À đúng rồi. Rồi. Ồ, cây khá là khủng ha. Cây này đẹp lắm anh em ơi. Cái này nó có đâm chồi ha. Rồi. Nó gãy thì nhớ mọc chồi mới cho mọi người. Tại mấy cái chồi mới nó mềm đó. Rồi, đâu hoành luôn em ơi. Mấy cây này em đóng đèn để em đem vô ha. Hoành nó 31. 31 hoành. Chiều cao là 1m24. Rồi cao 1m24. Đường kính bầu là 30. Đường kính bầu 30. Rồi dây 4 cho luôn mọi người 1.100.000. Bao ship toàn quốc. Rồi dây 4 1.100.000 nha. Bao ship luôn. Theo. Tiếp theo là mã số D5. Ôi ôi cây này đẹp anh em ơi. Dáng gió lùa nè. Đó. Cái này cốt cành khá là đẹp á. Rồi hoành luôn em ơi. Hai thằng này là nó liền nha anh em. Cái này có nhánh tử rất là đẹp ha. Nó liền nhau luôn ha. 24 nè. 24. Một thằng á. Chiều cao 1m03. Chiều cao 1m03. Tàn ngang của nó là 65. Tàn ngang 65. Đường kính bầu là 33. Đường kính bầu 33. Rồi cái dây 5 em giao luôn cho mọi người là 850.000. Rồi 850.000 nha. Bao ship luôn nha anh em. Dây 5. Đó. Rồi tiếp theo. Dây 6. Dây 6. Đó. Rồi cái dây 6 này đẹp lắm anh em ơi. Rồi cái dây 6 ha. Đây này nó có nhánh tử nè anh em ơi. Tử này không biết nó liền hay không, biết dưới này nè. Đó. Kế bên nó để cho nó đẹp. Rất là đẹp luôn nghe nè. Rồi đâu hoành đi. Rồi cái này
gù lắm nghe nè. Cục quá bự luôn á. Cục xù á. Cái gừng này ha, nó càng già là nó càng xù càng nu ha. Hoành nó là 29. 29 hoành. Chiều cao là 79. Chiều cao 79. Đường kính cái bầu là 34. Đường kính bầu 34. Cái tàn của nó là 68. Tàu 68. Cây này mã số V6. Em giao lưu với mọi người là 1.300.000. Em bao ship toàn quốc. Rồi chỉ có 1.300.000 thôi anh em ơi. Rẻ bèo nhèo anh em ơi. Rồi dê 7. Dê 7. Ừ, cây này. Đó. Mấy cây này để cái tàn nó đẹp đẹp không ha. Cốt cành chi tay đầy đủ mau chơi lắm anh em ơi. Đó. Củ đế luôn. Rồi, dê 7. Dê 7. Hoành nó là 25 tại đây nha. 25 hoành. Chiều cao nó là 90. Chiều cao 90. Đường kính bầu nó là 30. Kính bầu 30. Nhỏ thôi anh em, cái gì anh em ơi. Về cái gì mình xử lý anh em. Cái dê 7 em giao luôn với mọi người là 950.000, bao ship toàn quốc. Rồi 950.000 anh em ơi, bao ship ha. Rồi, dê 8. Chim chim Vinh. Rồi. Dê 8. Dê 8. Hai nhánh nó đều ha. Hai nhánh nó dữ ha. Rồi đủ hoành đi. Ở đây có cái mặt nó cái đầu này nó đầu cũ không có gì. Mình về mình xử lý giùm em đi. Cái này cái đầu cũ không? Cũ thôi ha. Hoành nó 29. 29 hoành. Chiều cao là 1m23. Chiều cao 1m23. Đường kính bầu nó là 31. Kính bầu 31. Cái tàn của nó là 70, tàn 70. Tàn 70. Rồi 8 1 triệu anh em ơi, dê 8 1 triệu. Rồi dê 9 là cây cuối cùng của clip nha. Đó, cây này rất là đẹp nha anh em. Dê 9. Quay đi, khá là đẹp. Rồi hoành luôn em ơi. Cái này về cắt bonsai là hết chỗ chê nè em ơi. Hoành nó 31. 31 hoành. Chiều cao là 66. Chiều cao 66. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30. Rồi dê 9 em giao lưu với mọi người 700.000, ba ship toàn quốc. Rồi. Rồi mã số dê 9 là mã số cuối cùng của clip. Em cảm ơn mọi người đã xem. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người với số điện thoại là 0788 753 876. Rồi chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em clip sau ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.